Sáng nay 30 tháng 6 tại thành phố Phú Quốc, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Phú Quốc, Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến và trực tiếp cho sinh viên sắp ra trường, lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại thành phố Phú Quốc năm 2022. Phiên giao dịch việc làm được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, hình thức trực tiếp được diễn ra dành cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn thành phố Phú Quốc và sinh viên sắp tốt nghiệp của trường trung cấp Việt Hàn Phú Quốc. Gặp gỡ đối thoại với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang, các đơn vị tuyển dụng. Ngoài ra, hình thức trực tuyến được kết nối với học sinh sinh viên sắp ra trường tại 4 trường trung cấp nghề, 2 trường cao đẳng Kiên Giang và cao đẳng nghề Kiên Giang. Đồng thời với người lao động của các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long gặp gỡ đối thoại trực tuyến với các đơn vị tuyển dụng. Thì ngày hội việc làm ngày hôm nay là cũng được sự quan tâm mà đến chính quyền địa phương, cụ thể như là Ủy ban dân huyện thành phố Phú Quốc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cũng tạo điều kiện cho trung tâm phối hợp cùng với doanh nghiệp để thực hiện công tác tư vấn giới thiệu việc làm năm 2022. Để góp phần là giải quyết việc làm theo chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Tham gia phiên giao dịch việc làm có 10 đơn vị doanh nghiệp thu hút gần 1.000 học sinh sinh viên và người lao động. Tại đây, các đơn vị doanh nghiệp đã giới thiệu về đơn vị, nhu cầu tuyển dụng, thu nhập của người lao động, để người lao động hiểu, nắm bắt thông tin và đăng ký tìm kiếm việc làm, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang cũng tư vấn chương trình đi làm việc nước ngoài tại thị trường Hàn Quốc và các cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh Kiên Giang. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng lần này khoảng 1.700 vị trí việc làm với các ngành nghề đa dạng như du lịch, nhà hàng khách sạn, lễ tân, buồng phòng, nhân viên cứu hộ, nhân viên hồ bơi, chăm sóc cây cảnh, bảo vệ, công nghệ thông tin, cơ khí, công nghệ ô tô. Đầu tháng 7 này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện An Minh tiếp tục tổ chức cái cụm giao dịch việc làm liên tại các xã. Đến với ngày hội việc làm thì các em sẽ được tiếp cận các cái vị trí việc làm, các cái chính sách cũng như là cái tiền lương của người lao động mà các em có nhu cầu việc làm trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang đã tổ chức 16 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương trong tỉnh. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Kiên Giang sẽ tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương nhằm kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng với lao động có nhu cầu tìm việc để giải quyết việc làm hiệu quả, ổn định.